về tài từ chức vợ từ đường để chuẩn bị làm lễ tế tổ. Sau đây cháu xin thay mặt cho ban liên lạc xin đọc qua diễn văn của buổi lễ tế tổ ngày hôm nay. Kính thưa hương hồn cụ tổ Vũ Khắc Oanh, hiệu Phúc Tĩnh. Kính thưa hương hồn cụ tổ bà Vũ Thị Thấu, hiệu Từ Thanh. Thưa hương hồn tổ cô Vũ Thị Nhớn, hiệu Diệu Thanh Xuân. Thưa hương hồn các con tổ Ba Chi, một cụ Vũ Khắc Minh, hai cụ Vũ Khắc Thu, ba cụ Vũ Khắc Kiêu, cùng mạnh tổ cụ Vũ Khắc Cường, cùng tất cả các cháu chắc của trong con cháu trong dòng họ Vũ Khắc. Các cụ đã khuất, từ xưa tổ tiên đã có câu: uống nước nhớ nguồn, cây có gốc mới lấy chồi xanh lá, nước có nguồn mới có biển cả sông sâu. Người ta sinh trưởng ở bởi đâu, có cha có mẹ rồi sau có mình. Rồi tiếp đó các cụ lại dặn con cháu nhờ tiên tổ an ninh phù hộ, dìu cháu con tiến bộ trưởng thành, nhớ cội nguồn, nhà thờ ngày vui. Cụ Vịnh Truyện Kiều đi viếng mộ đặng tiên, cho nên mới có câu ngày thanh minh. Kể từ ngày lập xuân đến tiết thanh minh là 60 ngày. Rồi tiếp đến câu các cụ dạy: nhớ công đức cao dày đời trước để bồi thêm tài lộc về sau, cho nên anh em con cháu đi sâu, làm điều có đức đời sau vững bền. Tu nhân tích đức không được thờ ơ, năm nay toàn đất nước Việt Nam nhân dân ta tổ chức ngày thanh minh, đi tảo mộ thăm viếng tổ tiên vào ngày 26 tháng 2 năm Giáp Thìn. Xong vì điều kiện tại là các con cháu công tác xa lại đi làm công ty, vậy nhà thờ họ nhà ta năm nay tổ chức thanh minh vào ngày 22 tháng 2 năm Giáp Thìn, là tức là ngày hôm nay, hòa cùng đất nước là mùa xuân tươi đẹp, đất nước tổ quốc kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 1975. Nhà thờ họ tổ chức toàn họ cúng thanh minh và lễ tri ân tổ tiên, đồng thời kỷ niệm 10 năm xây dựng Thánh Thành Từ Đường. Cháu thay mặt ban liên lạc báo cáo nội dung chương trình ban buổi lễ hôm nay. Và sau đây cháu xin trân trọng giới thiệu các ông cao niên, các bà cao niên vào thắp hương dâng hương kính viếng tổ tiên. Alo, tôi xin kính mời tất cả các ông, các bà và các bác, các cháu ổn định chỗ ngồi và tiến hành chương trình làm việc. Thì tôi xin báo cáo như thế này, hòa nhà thì tuy rằng là đông cũng không đông lắm, nhưng mà vì điều kiện đường xa, cho nên có những con, những cháu và những người anh, người em là còn về muộn, cho nên yêu cầu các ông, các bà là cứ bình tĩnh để chúng ta chương trình làm việc. Thứ nhất là ổn định trật tự để lắng nghe những ý kiến và những lời phát biểu của chúng tôi và mọi người. Đấy, thứ nhất. Cái thứ hai là sau khi phát biểu xong là ta sẽ tiến hành tế tổ, thì chúng ta cũng phải lắng nghe cái đoàn tế người ta làm có tốt không. Đây là làm cái việc này là phần công đức
và đồng thời cũng là để giáo dục cho đời sau. Cho nên chúng tôi yêu cầu các ông các bà không nên nói chuyện và tập trung trí tuệ vào công việc này. Ý kiến tôi xin phát biểu hết và bắt đầu vào chương trình thì tôi sẽ đi chảo mộ Thanh Minh hàng năm. Thanh Minh truyền thuyết ngày xưa nhớ công tiên tổ, nhớ nơi cội nguồn. Việc này các cụ đã truyền, Nguyễn Du cụ viết để truyền đời sau. Việc này ta phải ghi sâu, truyền cho con cháu nhớ câu nghĩa tình. Suối vàng tiên tổ phân minh, nhớ công dòng tộc của mình con ơi. Dù rằng đi khắp mọi nơi, làm quan làm tướng nhớ người tộc. Tổ tiên ta rất phân minh, không phải giàu có mà quên cội nguồn. Nén hương thấu đến thiểu trùng, trăm năm còn nhớ di huỳnh ở đây. Việc làm nghĩa cũng thật hay, ai mà quên việc nghĩa này không nên. Dù rằng đường xá xa xăm, nhớ nơi nàng cũ người nằm quãi xưa. Tục truyền không phải dư thừa, có thì nằm có, nghèo thì nén hương. Để mà phân biệt âm dương, cả làng cả lúc trên đường về quê. Ngày xưa đi bộ cũng về, ngày nay xe máy ô tô đầy đồng. Người thì vàng mã rất đông, người thì lễ vật tấm lòng hân hoan. Chào nhau hớn hở đoàn hoàng, chúc mừng các cụ suối vàng chúng mình. Ai ơi, quên nghĩa quên tình, quên cả dòng tộc của mình xin ra. Công ơn không phải một nhà, từ trong con cháu nhắc ta chuyên cần. Đấy là báo cáo là tôi tự viết cái bài này để thông báo cho toàn bộ. Báo cáo của chủ đề hôm nay. Bây giờ tôi sẽ thông qua cái giao phả tóm tắt của giảng hoạt. Kính thưa hương hồn cụ tổ Vũ Khắc Anh, tôi đề nghị các vị không nên nói chuyện. Kính thưa hương hồn cụ tổ Vũ Khắc Anh, hiệu Từ Phúc Tĩnh. Kính thưa hương hồn cụ tổ bà Vũ Thị Thấu, hiệu Từ Thanh. Kính thưa hương hồn tổ cô Vũ Thị Nhớ, hiệu Thanh Xuân. Thưa hương hồn các con tổ ba chi. Chi 1 là cụ Vũ Khắc Minh, chi 2 cụ Vũ Khắc Chu, chi 3 cụ Vũ Khắc Kim, mãnh tổ Vũ Khắc Cầm. Thưa các cụ, các ông, các bà, cháu chắt của tổ tiên đã quá cố về với tổ tiên các nghĩa trang, sông Miếu thôn 1, nghĩa trang đồng cây đa đống dập, xóm 7 thôn 3, nghĩa trang đống chùa đồng hóa, thôn Phù Kiệu, xã Văn Hội, tổng Văn Hội. Thưa các ông, các bà, các bác trai dâu gái rẻ, các cháu chắt đã mất, đã có mặt đông đủ tại từ đường cháu đích tôn Vũ Khắc Tuấn ngày hôm nay để dự là làm lễ thanh minh và ghi công đức của tổ tiên, đồng thời kỷ niệm 10 năm xây dựng nhà thờ. Các cụ đã có câu: cây có cội, nước có nguồn, chinh có tổ, người có tông. Việc nhớ về tổ cội nguồn tổ tông là việc làm rất cần thiết. Nó mang tính chất phong tục tập quán của người Việt Nam, nó mang tính truyền thống của các bộ tộc, từng dòng họ mà các cụ bậc tiền nhân để lại cho muôn đời con cháu, gắn bó máu thịt huyết thống mà con cháu phụng thờ tổ tiên mãi mãi cho muôn đời sau. Việc làm này mọi người chúng ta trong họ phải xác định với nhau rằng mang tính đoàn kết thống nhất, mà phải có một hệ thống bề bậc tiên tổ cụ vải ông bà bố mẹ anh chị em con cháu để thương nhau giúp nhau lễ phép đối nhân xử thế với cùng dòng họ, các dòng họ trong hàng, trong thôn, trong xã của mình để cùng nhau học hỏi điều hay lẽ phải, cùng nhau phát triển về tiến bộ, về chính trị. Nó rất quan trọng, đây là viết nên những trang sử mà tổ tiên ta bao năm tháng vượt qua hy sinh gian khổ xây dựng vun đắp cho con cháu cho đến ngày hôm nay. Từ thời kỳ Bắc thuộc phong kiến đế quốc chống giặc ngoại xâm xây dựng hòa bình cho đến ngày hôm nay. Về kinh tế, mỗi thành viên trong họ, ông bà cha mẹ anh chị em con cháu trai dâu gái rẻ, từng gia đình gương mẫu tìm hiểu học hỏi điều hay lẽ phải, đoàn kết tích cực lao động sản xuất làm kinh tế giỏi, xây dựng cuộc sống tiến bộ để cùng nhau xây dựng quê hương giải phóng văn minh lịch sử. Nghiêm khắc tự kiểm điểm việc làm sai trái của từng người. Hôm giỗ tổ của ông, toàn họ đã
họp mặt đông đủ, đồng thời tại nhà thờ cháu đích tôn Vũ Khắc Tuấn thống nhất phân công các ông cao tuổi trong họ sưu tầm số liệu điều tra danh sách để viết tên gia phả của họ nhà. Một là ông Vũ Khắc Soạn trưởng ban, hai là ông Vũ Khắc Chiến nhà phó ban thư ký ghi chép theo dõi, ba là ông Vũ Khắc Tề, bốn ông Vũ Khắc Lương, năm ông Vũ Khắc Nhật, sáu ông Vũ Khắc Đá. Còn các chi các gia đình sẽ gửi toàn bộ danh sách của gia đình mình để về ban thư ký làm việc. Qua quá trình sưu tầm dòng họ Vũ Khắc, theo lời kể của cụ Vũ Khắc Bảy, năm cụ 85 tuổi, cụ có nói chuyện tại gia đình về nguồn gốc mộ tổ bà, về quê, không biết là quê đội hay là con nuôi như thế nào không biết, nhưng về cụ về đấy là cụ ốm và cụ mất rồi đấy. Cho nên cụ ông và con cháu sẽ mua ruộng bẻ đất giao cho người trông nom. Xong vì những năm tháng bắt thuộc chuyển hài cốt gặp nhiều khó khăn, cụ Bảy còn nhớ là cụ về mất ở thôn Canh Nông, Hoàng Nông với Diệp. Cụ ông chôn cất mai táng mua ruộng để mua mộ của cụ và thắp hương hàng năm con cháu và họ tạ giao cho ông Tống và ông Sĩ là hai thảo ruộng. Hàng năm các ông ra ngoài này chơi và làm than đã vào nhà cụ Mạch và cụ Nạc chơi, nói chung về tình cảm rất là gắn bó. Do điều kiện khó khăn, pháp thuộc chống giặc Tây đô hộ phong kiến thường dẫn đến việc đi lại thăm viếng mồ mả là gặp nhiều khó khăn, cho nên hiện nay hậu quả là chưa tìm thấy mộ cậu bạn. Đấy là báo cáo với các vị nhà nắm như thế. Cũng năm đấy, tôi là Vũ Khắc Chiến nắm bắt và ghi chép những lời phát biểu của cụ và đồng thời đi vào tận nơi và theo dõi những cái việc ở trong Canh Nông, Hoàng Nông. Vào khoảng 12 giờ trưa năm ấy, tôi đi đến Hưng Yên, tự nhiên dừng xe đỗ hỏi là thôn Canh Nông, Hoàng Nông với Diệp có gần đây không, thì ông chăn bò có nói Canh Nông, Hoàng Nông, Thái Bình chứ không phải Canh Nông, Hoàng Nông với Diệp. Cho nên qua cái việc xác minh vừa qua, tôi ông Soạn Tề chúng tôi với Yên Trần là đã vào đấy, là rõ ràng là thôn đấy là có thôn Canh Nông, Hoàng Nông, và có ông Tống Sĩ để báo cáo với toàn họ là tinh thần như vậy. Nói tóm lại, bây giờ sơ đồ mộ trí của cụ tổ bà là không tìm thấy. Đến năm 2021, tôi lại xa Canh Nông, Hoàng Nông vào thăm dò người bán nước, bà ấy năm ấy 92 tuổi. Hỏi và thăm vào chùa, ở đây có cái chùa Canh Nông, Hoàng Nông của ta rất là uy nghi nhỏ nhưng mà rất là chi tiết. Đấy. Và sư nhà chùa người ta nói là họ của ông thì chúng tôi không biết, nhưng mà các ông cứ về chùa động là có hai thiền sư là đã tu thành Phật, là một là chú là Vũ Khắc Trường, cháu là Vũ Khắc Minh. Thì báo cáo các vị là nếu ai đã đến chùa động thì sẽ biết là dòng họ hai cụ này cách đây 500 năm là đã đi tu hành thành Phật. Đấy là báo cáo với các ông các bà và các bác như vậy. Như vậy xác định tổ của ông tổ bà ra ngoài thôn Phủ Kiệu, tổng phong nội nhập ấp cùng xóm làng của dòng họ và xin con đẻ cháu lấy vợ lấy chồng tại làng Phù Kiệu, tổng phong nội huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, và hiện tại bây giờ là như vậy. Thế còn tổ bà mất là ngày 20 tháng 6. Cụ sinh được 4 người con, nuôi ăn khôn lớn, học nho giáo rồi dựng vợ gả chồng tại thôn Phù Kiệu, tổng phong nội. Nhưng cụ không rõ về vợ họ nào và tình như nào, chỉ có chia là ba chi. Một là chi cụ Vũ Khắc Minh là chi chuẩn, hai là cụ Vũ Khắc Chu, ba là cụ Vũ Khắc Kiêu, mạnh tổ Vũ Khắc Cường và tổ cô Vũ Thị Nhớ. Nói tóm lại, lịch sử nguồn gốc gia phả tổ từ thôn Canh Nông, Hoàng Nông với Diệp, Thái Bình. Cụ hai cụ ra đây lập ấp sinh con nhà cháu là họ Vũ Khắc tại thôn Phù Kỵ, tổng quan hội huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Như vậy hai cụ với con cháu cùng dân làng sản xuất xây dựng đời sống và xây dựng làng xóm quê hương, chống Nhật Tây và nói chung là chống phong xây dựng trong thời kỳ phong kiến. Rồi đến hòa bình lập lại thì con cháu tiếp tục xây dựng ở các xã nông nghiệp, rồi làm công tác xây dựng quê hương của thôn Phù Kỵ, xã An Giang, nay là xã Hòa Nội. Tình máu mủ đoàn kết
một từng máu ủ đoàn kết keo sơn gắn bó máu huyết xây dựng đồng họ. Tuy họ khác nhỏ so với một số họ khác, song các cụ con cháu đều tích cực lao động sản xuất, học tập, giáo dục, nho giáo. Con cháu đều là pháp sư thay mặt dân làng cúng tế cầu cho quốc thái dân an, cầu cho làng xóm văn minh lịch sử. Về việc đối nhân xử thế, quan hệ hôn nhân lấy vợ lấy chồng, cả con cả cái cho các dòng họ quan hệ như là Nguyễn Tất, Nguyễn Văn, Nguyễn Quang và một số họ vân vân đều là những họ có tài chức trong làng. Trải qua quá trình xây dựng trưởng thành, họ Vũ Khắc từ thời kỳ Bắc Quốc cho đến phong kiến chống Pháp và chống Nhật, chống Tây, chống Mỹ đến nay xây dựng lập lại ra hòa bình và xây dựng đời sống. Con cháu chắc của họ nhà đều là những con người tích cực lao động sản xuất, tích cực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng làng xóm quê hương. Cháu chắc của cụ là những thầy pháp sư để thay mặt dân làng để cúng tế cầu cho quốc thái dân an, hòa bình nhập lại. Để cháu chắc cụ là cụ thể như cụ Vũ Khắc Dũng, cụ Vũ Khắc Mạnh, cụ Vũ Khắc Hiển đều là pháp sư của cúng tế dân làng và cho hòa an. Đến thời cơ chống Pháp để hòa bình nằm lại là ông Vũ Khắc, cụ Vũ Khắc Tiếu là chủ nhiệm hợp tác xã đầu tiên của xã Văn Đăng, và ông cụ Vũ Khắc Tòng là chủ nhiệm hợp tác xã mua bán của xã Văn Đăng, và tôi là Vũ Khắc Chiến cũng là chủ nhiệm 4 năm của xã Văn Đăng và làm công tác của địa phương. Ông Vũ Khắc Sơn phó chủ nhiệm năm 1973. Ông Vũ Khắc Siêu là ra ngoài Quảng Ninh làm chủ nhiệm hợp tác xã mua bán hợp tác xã trồng rau của Quảng Ninh. Ông Vũ Khắc Dô kế toán trưởng hợp tác xã nông nghiệp ở Thái Nguyên. Trong thời gian chống Pháp, con cháu cụ đã tham gia như sau: một là ông Vũ Khắc Dô là bộ đội tuyên truyền giải phóng quân ở Tân Trào, Thái Nguyên năm 1944. Ông Vũ Khắc Chê du kích chống Pháp bị bắt tù đầy ở tại Hải Phòng. Ông Vũ Khắc Xuyên bộ đội chống Mỹ, bộ đội chống Pháp đánh Điện Biên Phủ là thương binh, sau đó về lái tàu bá cháy. Tiếp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là ông Vũ Khắc Lương, ông Vũ Khắc Dượng, ông Vũ Khắc Tề, ông Vũ Khắc Nhật, ông Vũ Khắc Nhanh, Vũ Khắc Thảo, Vũ Khắc Duyệt, Vũ Khắc Thảo, Vũ Khắc Tạo, Vũ Khắc Hùng, Vũ Khắc Chiến, Vũ Khắc Sơn, Vũ Khắc Lý, Vũ Khắc Xuyến, Vũ Khắc Chế, Vũ Khắc Kiện, Vũ Khắc Trần, Vũ Khắc Tạng là tham gia trong kháng chiến chống Mỹ và chống tàu và chống Pháp. Đấy là báo cáo với các vị như vậy. Được truy tặng hai người chế, một là Vũ Khắc Dượng, con của Vũ Khắc Bảy, hiện đây có hai người con là Vũ Khắc Thưởng và Vũ Khắc Sơn. Hai là ông Vũ Khắc Nhanh là con của Thư, tức là em ông Nhật, là báo cáo với hai người sĩ này đã được vào hôm qua là đã đi thăm viếng nghĩa trang và đã biết là trong trang rồi. Về thương binh hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, một ông Vũ Khắc Xuyên chống Pháp giải phóng Điện Biên Phủ, hai là ông Vũ Khắc Xuyên, con ông Vũ Khắc Xuyên là thương binh chống Mỹ, ba ông Vũ Khắc Nhật là thương binh chống Mỹ, bốn là ông Vũ Khắc Tạo, con ông Dô là thương binh chống Mỹ, năm là ông Vũ Khắc Duyệt là con ông Mang, tức là thương binh nặng là hiện nay là mất năm kia, ông Vũ Khắc Tề, ông Vũ Khắc Thạo. Đấy là báo cáo với các vị là sơ lược về thương binh của ta như thế. Còn thiếu ai thì chắc là các vị thông cảm là sao thì sao. Khi xây dựng công nhân về công nghiệp về hưu, một là ông Vũ Khắc Xuyên khi thương binh nhưng vẫn về lái tàu bá cháy được về hưu. Đấy là một thứ nhất. Ông Vũ Khắc Sường lái máy kéo ở Tuyên Quang được về hưu. Ông Vũ Khắc Xuyến cán bộ tổ chức chính quyền Quảng Ninh cũng được về hưu. Ông Vũ Khắc Thú cán bộ về cơ khí cũng được về hưu. Ông Vũ Khắc Nghi và Vũ Thị Bé và Vũ Thị Si cán bộ tài chính huyện Ninh Giang nay cũng về hưu, hiện nay ở Hải Dương. Vũ Thị Si Vũ Thị Sinh cũng là công nhân nhà máy hoàn thành cũng về hưu nhưng hiện nay bà mất rồi. Bà Vũ Thị Báo, bà Vũ Thị Báo tức là nếu báo đấy, bà Vũ Thị Khánh nếu báo là ở Hồ Nguyên Tất là hiện nay bà cũng về hưu là giáo viên. Ông và cũng có báo chị Bùi Thị Mai là vợ anh Xuyến là cán bộ ngân hàng tỉnh Quảng Ninh cũng đã về hưu. Ông Vũ Khắc Tàng cán bộ Hòa Than và Hòa Khê cũng về hưu.
Hoàng Thị Chi là vợ ông Toàn cũng được về hưu. Ông Vũ Khắc Hảo là bộ đội chống Mỹ, sau đó đi làm công trường 4, vậy được về hưu là hiện nay đang mất năm ngoái. Ông Vũ Khắc Chỗ, ông Vũ Khắc Tánh là con ông Hảo, ông anh Vũ Khắc Hùng. Đấy là báo cáo với các vị là những người công nhân hoàn thành nhiệm vụ được về hưu, mà trẻ nhất là trong Vũ Khắc Hùng là hiện nay là trong ban liên lạc của tham gia thanh niên xung phong là một là tôi là Vũ Khắc Chiến, vừa là dân công hỏa tuyến và thanh niên xung phong, hai là chị Vũ Thị Lan vợ anh Duyệt, tức là người ở Nghệ An là thanh niên xung phong của công cuộc kháng chiến chống Mỹ trước. Nối tiếp về công nhân kiến trúc, anh Vũ Khắc Quân là giáo viên, chị Vũ Thị Thơm là vợ anh Quân là giáo viên cấp 2 của xã Văn Giang, anh Vũ Khắc Chính, anh Vũ Khắc Nghĩa, anh Vũ Khắc Trèo, anh Vũ Khắc Toán, anh Vũ Khắc Tiệp, anh Vũ Khắc Sơn là con ông Tạ, hiện nay là giám đốc ở ngoài Quảng Ninh, và còn một số con cháu nữa. Hiện nay là chúng tôi mới sơ bộ nắm được như thế thôi. Thì báo cáo các vị, nếu còn ai thì sẽ gặp tôi để báo cáo tiếp. Nói chung, con cháu của dòng họ nhà chịu khó lao động sản xuất, học tập tích cực để phấn đấu làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình văn minh lịch sự. Có các cán bộ nói chuyện với các vị ơi. Phần thứ hai là tôi báo cáo về sơ đồ để cho các vị nắm được và nguồn gốc. Sơ đồ của cụ tổ là cụ tổ Vũ Khắc Oanh, hiệu tự Phúc Tính, mất ngày 15 tháng 5, hiện nay thi hài của cụ ở trong nghĩa trang của họ. Hai là cụ tổ Ba, hai là cụ tổ Ba hiện nay là nằm ở Canh Nông Hoàng Đông Thái Bình. Cụ tổ Ba Chi là cụ tổ bà tên là Vũ Thị Thấu, mất ngày 20 tháng 6, về mộ phần ngoại ở Thanh Đông Hoàng, ở Canh Đông Hoàng Nông Thái Bình. Do điều kiện lâu năm con cháu không về thăm hỏi, đến nay bị mất bộ. Cụ sinh được 5 người con, 4 trai 1 gái, một là cụ Vũ Khắc Minh chi 1, hai cụ Vũ Khắc Chu chi 2, ba là cụ Vũ Khắc Dư chi 3, mãnh tổ Vũ Khắc Cường. Con gái là Vũ Thị Nhuận là hiệu Diệu Thanh Xuân là cô tổ. Các thi hài của cả vợ con cháu chắc đều vào trong nghĩa trang của dòng họ cũng khác rồi, ở tại sau miếu rồi báo cáo vào đồng hóa. Nói tóm lại, toàn bộ mồ mả họ nhà đã tự quy tập về nghĩa trang của họ. Khu nghĩa trang sau miếu thôn 1, Văn Họ Ninh Giang Hải Dương, khu mộ ở Gốc Đa Đông Diệp, quận 7, khu 3, xã Văn Giang, huyện Ninh Giang, Hải Dương. Mộ tổ cô ở khu Đồng Hóa Đốc Chùa thôn 1, và còn các con cháu như ở Quảng Ninh thì ở Đèo Sen Quảng Ninh, ở trên Thanh Nguyên thì ở chỗ Nhô ở trên Thanh Nguyên, gia đình ông Ghi thì nhà đẻ bà cụ ở trên Đông Trầm. Chi thứ nhất là cụ Vũ Khắc Chi, cụ Vũ Khắc Minh là chuẩn của chi này, tức là chi về cụ dục và cụ viết. Thế là báo cáo là bây giờ xin giao ông Lương Công Sường với này về cánh nhà Bắc Lý là chi thứ nhất, là báo cáo các vị như vậy. Ngày rõ vì điều kiện các ông mất hết, không có biết ngày rõ rõ ạ, cho nên hôm nay là báo cáo là chi một. Ai mà nhớ được thì các vị sẽ chi dần cho. Hai là đẻ ra cụ Vũ Khắc Phong. Đấy, thì cụ Vũ Khắc Phong sinh ra cụ Viết và cụ Tập. Cụ Viết Anh là đẻ ra cụ Quỳnh và cụ gì biết về cánh cụ Khấu, đấy là cụ Viết. Cụ Tập là đẻ về cánh ông cụ Dực và cụ sinh ra ông Quẩn rồi bà cụ ở Trừng với này bà cụ Đã. Thế là báo cáo với các cụ này chi một này như vậy. Thế còn về cụ Quỳnh thì chúng tôi xin báo cáo này là đáng nhẽ là cụ là chi, nhưng bây giờ thực tế là cụ mất rồi, ông Khoảng mất rồi, anh Lý mất rồi, bây giờ còn cháu Ít Tôn của các con. Đấy là hiện nay các cụ ngồi đây là ngồi tại tiêu đường gia đình của nhà họ Trần Tộc đó nè. Thế thì ông Khoảng là sinh được Trần Tộc đây là sinh được ông Vũ Khắc Khoảng chi trưởng họ Tộc, là mất ngày này cũng tôi chưa nắm được, cái chưa cung cấp cho tôi. Người hiện nay ở nghĩa trang ở cửa đầu cô. Thế còn đến đây nhà Lý thì cũng mất là ở nghĩa trang đầu cô. Thế còn
Hiện nay là anh Vũ Khắc Huỳnh, nhưng là tên là Tuấn, là con trai, còn được ba cháu gái. Là báo cáo với các vị là ba cháu gái hiện nay đã xây dựng gia đình. Một là, cháu Ngồi, hai là cháu Ngoan, rồi ba là cháu Ngát. Thế còn anh Dương, hiện nay là theo mẹ về trong Nghệ An, hiện nay là gia đình anh Dương được 4 người. Thì hiện nay là hôm nay anh Dương cũng đã về đây để cùng gặp mặt tổ tiên và gặp mặt dòng họ chúng ta. Đấy, báo cáo với các vị là 91 là nắm thế. Còn về phụ trách là đẻ ra bà Trẻ đây, là chính thức bà Trẻ là nội tộc chứ không phải ngoại tộc. Nhưng vì bà đàn bà phải lấy chồng ở ngoài chứ nên cho nên là bây giờ hôm nay bà cũng về đây, ông ấy thì yếu cũng về được, còn các cháu là được 4-5 người. Thì báo cáo với các vị là đây là xin báo cáo các vị là riêng bà cụ đẻ cho bà chắc thì lại về họ Trần, về cái nhân nghiệp để cho các cụ và các bà nắm được tinh thần như vậy. Thế còn về cụ Tập thì vừa rồi tôi đã báo cáo rồi, cụ Tập là mất ngày 10 tháng 7, bà cụ là tên là Nguyễn Thị Dè, mất ngày 18 tháng 1 năm 30. Thì hiện nay là bộ phận để ở tại vườn đầu khu. Thế rồi bà đẻ, bà Trừng, bà Dượng đến là con của cụ Tập, là đẻ là bà chờ bà đẻ thì là đẻ trong cuối, mà bà cụ Trừng là đẻ ra về cánh mà nhà bác Sơn ở trên nạng. Thế bà cụ Dượng thì là lấy cụ ổn là đẻ ra các ngón đoán. Còn về cụ Dực thì báo cáo với các cụ là hiện nay cụ Dực là có hai bà cả thì là được 2 người con, bà Hai là được 5-6 người con. Hiện nay thi hài của bà là sống là để ở tại khu nghĩa trang sau cửa đầu khu, tức là mất ngày mùng 6, cụ Dực là mất ngày mùng 6 tháng 1 năm 1991, còn cụ bà mất là ngày 12 tháng 5 năm 76. Sinh được là 8 người con. Cô Sừa là con mà cụ Trẻ cả, còn ông Sường, ông bà Sung, ông Lương, bà Si, bà Xin, ông Huy là con bà Trẻ. Thế là báo cáo với các vị là như vậy. Còn lần lượt đến các con của cụ là ông Sường, rồi đến bà ông Lương, bà Si, bà Xin thì chúng tôi đã có cụ thể của danh sách rồi. Còn riêng ông Huy hiện nay là vào Lâm Đồng, cách đây khoảng 15 năm là hôm nay không điện cũng chưa về. Thì thế là báo cáo với các vị như vậy. Thế chi thứ hai là cụ Vũ Khắc Chu. Cụ Vũ Khắc Chu là chi của cụ Man, có cụ Man của cụ Đặng. Thế là báo cáo với là các bà lắm như vậy. Thì cụ Vũ Khắc Chi Khắc Chu là sinh ra cụ Vũ Khắc Khâm. Thì cụ Khâm, cụ Sai, cụ Sửa, cụ Quyết. Thế cụ Sai bà là có hai bà, rõ ngày vào ngày 18 tháng 3. Đấy, bây giờ báo cáo với các vị như thế này, cho nên chỗ này nó rất là khó. Vì điều kiện thời gian cho nên chúng tôi chỉ sơ được thôi. Cụ Hy là chi trưởng ở chi này, là đẻ trong Man. Ông Ương, ông Dương, ông Đặng, ông Nuôi, bà Nuôi là mẹ ông Ca. Đấy là báo cáo với các vị như vậy. Thế cụ Hy thì là vừa rồi tôi đã báo cáo rồi, là đẻ ra ông Chiếp, rồi ông Man, ông Thu, ông Nhàn, ông Út, ông Quẩn, ông Liên. Thế còn ông Man thì báo cáo với các vị là ông Man rõ ngày mùng 7 tháng 11, ông lấy bà là Vũ Thị Tý, mất ngày mùng 15 tháng 1, quê quán Thái Bình, hiện nay là sinh được Bắc Duyệt là 1, Bắc Giang là 2, Bắc Triều là 3, Bắc Lãi là 4, cô Bướm là 5, cô Nhung là 6. Thì hiện nay con Bắc Duyệt mất rồi, thì hiện nay là con Bắc Duyệt là có 4 người con. Hùng, Hưng, Hứng, đấy là báo cáo nó bị như vậy. Thế và gia đình nhà anh nói cũng là con của ông An. Đấy thì là để ra là lấy chị Thương và là cả 2 người con. Thế báo cáo với toàn đoàn là về đám ông cụ Đặng. Thì bây giờ chúng tôi nói là cụ Đặng là đẻ cho ông Lễ và ông Nàn. Thì báo cáo với các vị là hiện nay ông Lễ là 3 con trai. Ông Nàn thì là hiện nay Quảng Ninh là 2, thì mất 1 rồi, còn hiện nay vào chồng ông Nàn là công nhân ở ngoài Quảng Ninh. Đấy thì báo cáo với tổ tiên và các bà như vậy. Thế nhưng mà nói chung về cái cuộc sống thì hôm nay tôi đã nhá thế này. Các vị, ta hãy ngồi đây để ta vừa ấn tượng và suy nghĩ. Con cháu ta nghèo nhưng mà rất tích cực lao động.
cụ thể như gia đình nghèo nhất, gia đình nhà anh Thế còn trên. Các vị nếu lúc nào chốc đó các vị ăn cơm xong các vị ra tham quan ở nhà cũng chắc là ngon gàng và đầy đủ. Hay là đám Bắc Duyệt, hay là đám ông Lã, thì tôi thấy là đây là cái này ta mới đánh giá là cái chịu khó lao động cần kiệm liêm chính của con cháu là rất tốt đấy. Thế còn về Chi Ba thì tôi xin báo cáo như thế này, Chi Ba của chúng tôi hơi đồng tính. Hôm qua nhà cụ thể tôi nói đó, Chi Ba là cụ Vũ Khắc Kiêu, rỗ ngày 15 tháng 2, mộ phần ở trong nghĩa trang của họ. Cụ Ba là Vũ Thị Điền, ngày 18 tháng 2. À, thế sinh ra được cụ Vũ Khắc Lũng, à, cụ Vũ Khắc Lũng, thế cụ Vũ Thị Tề Húc lấy về Hoàng Cung Tất, thế và tổ cô là Vũ Thị Giới Hiệu Diệu Thanh Xuân, khu Đồng Hóa. Xin phép các cụ là vì lý do là ông Chiến là tuổi cao chân đau nên là xin cho phép cho ông ngồi xuống để đọc chương trình phần rất là phần dài. Cụ Bà tên là Nguyễn Thị Táo, về họ cánh ông cụ Biểu và cánh ông Duy ở đây, đấy là cụ Vũ Khắc Lũng. Cụ Vũ Khắc Lũng là sinh ra cụ Vũ Khắc Mạch, cụ Vũ Khắc Mạch. Thế cụ Vũ Khắc Mạch thì để cho các cụ Kiến, cụ Tầm, cụ Tiếu và các con của cụ là có danh sách ở đây rồi. Thế còn về cụ Vũ Khắc Lạc thì để cho ông Tiếu một phần, ông cụ nhà tôi và ông cụ Bảy và ông Chín và ông cụ Tư và các có một người con gái, hai người con gái là báo cáo với các vị là dòng họ của tôi như vậy. Thế bây giờ điều để cho nó rõ cái chốt như thế này để cho toàn hòa nắm được này, cái Chi Ba này là trưởng tộc vẫn là của Chi, là vẫn gia đình anh Sơn. Ông Sơn mất đi thì anh Như phải thay, anh Như không làm thì cháu Như phải làm, là con Như phải làm. Nên là báo cáo về muốn lãnh đạo được, tồn tại được một Chi thì người lãnh đạo là con là cháu phải gương mẫu. Chúng tôi thì nhắc thế thôi. Thế thì bây giờ đề nghị là Chi Ba phải xây dựng cho rõ ràng cái quan điểm này. Hôm nay là kết đến giờ tôi nói thế. Thôi, không. Thế còn báo cáo với các vị thế này. Còn lại bây giờ trong họ là còn mấy anh em tôi. Cao nổi là nhất là hiện nay là ông Nhật là em tôi, nhưng ông này là rất thân. Tôi là thứ hai, tình thứ ba là đều là tuổi bằng nhau. Năm nay 79 rồi, báo cáo với mẹ. Thế còn ông Soại nhà năm nay 75. Đấy là báo cáo các vị nhà đàn ông chúng tôi. Còn các bà đàn bà các bà tự kiểm với nhau. Thì chúng tôi nói này, có làm được cái việc này thì cái bộ lắp này nó phải cứng. Hôm nay tôi nói thế, bộ lắp nó không, nhà không có cái lắp thì không làm được đâu. Mà phải trên bầu dưới nhà trong, ống ngoài lên. Chúng tôi Chi Ba, chúng tôi lấy nhà làm sao cho Chi Một. Nhưng bây giờ chúng tôi phải thay mặt cho Chi Một thì Chi Ba, Chi Một phải chấp hành, Chi Hai phải chấp hành, mà bạn phải biểu quyết cho đến nơi thôi. Hôm nay là tôi nói rõ quan điểm rồi. Thế bây giờ chúng tôi già rồi, chúng tôi nghỉ. Hôm nay tôi nói thì cái ban mới này là tôi yêu cầu này, các ông các bà phải tập trung trí tuệ, giơ tay biểu quyết ủng hộ các cháu. Cụ thể như anh Triền, anh Quân, anh Hùng, rồi mỗi bây giờ nay mai tôi sẽ lập ra mỗi gia đình ông trưởng của gia đình đấy là vào trong cái ban này. Thế là mấy cái ông này cũng alo cái này, ngày mai công việc dỗ tổ hoặc thanh minh là yêu cầu thu tiền đi, đến nộp cho ông Quân chỉ đạo ông Truyền được phân công. Thế thì báo cáo với ông đây là tôi xin báo cáo như vậy. Thế còn cái nữa thì tôi xin nói thế này, thôi thì bây giờ nói ra thì nó rất khó, vì thực tế ông Giả Chín nhà tôi là em út của con của nàng, thì sinh được là ông Chín là người thứ chín. Thế thì không may là ông ấy mất sớm thì là sinh được hai người con là ông Thạo và bà Tèo. Hiện nay là ông Thạo là báo tử sảy, là con bè hiện nay còn sống kìa. Thế là ông Thạo đứng dậy cho các cụ lắm rồi. Đấy, tôi nói thế. Thế thì bây giờ tôi nói thế này, bây giờ là nó có cái rất vinh dự này. Ông Thạo hiện nay là thương binh, lại được về hưu. Đấy, hiện nay nay mai sẽ về đất Phan Trang này để ở đây. Đấy, cái việc này của ông Thạo và nhà nước thôi. Thế bây giờ tôi nói, còn bà Tèo thì hiện nay lấy chồng Thái Bình được ba người con, thì một người con là phó chủ tịch của xã Quỳnh Hòa, quần dây đất Bình Sơn thì gì đấy. Thế còn một anh nữa thì lái xe ô tô, dạy lái xe ô tô ở chỗ Đám Thạo. Thế và còn một cháu nữa là buôn bán xuyên lục địa của nói thẳng đấy. Thì đây là tôi nói là đây là cái rất tốt cho cái gia đình và anh em con cháu của mình. Đến nay chúng ta mới hội tụ với nhau. Thế nhưng mà làm thế nào để gắn bó? Thì hôm nay tôi nói thế này, tôi đề nghị là thứ nhất là ông Thạo đấy, tôi nói đây là nói rõ này,
ông Thảo phải gần gũi. Tôi cũng xin báo cáo với các vị thế này, là thứ nhất là chúng tôi cũng cảm ơn tất cả các cô chú bác, người cao tuổi, người thấp tuổi, rồi là tình hình đi khắp miền Nam Bắc, từ trong Nam ngoài Bắc, Quảng Ninh, Đông Triều, Hải Dương, tất cả. Thì hôm nay là báo cáo các vị đã về đây, gọi là tuy rằng chưa được 100%, nhưng mà tôi thấy thế này là rất phấn khởi, là thay mặt cho anh em chúng tôi là những lớp người cao tuổi của đàn ông, là chúng tôi cảm ơn các bà và các bác và các cháu. Cuối cùng là phát biểu lên đây hết. Sau khi lời tuyên bố về lịch sử của dòng họ Vũ Khách xong, thì cháu xin thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng các ông các bà có lòng về thắp hương ngồi đường thì chuẩn bị lễ, để cháu xin giới thiệu từng đoàn một, từng gia đình một vào để thắp hương, để cho máy quay, để cho ghi lại tất cả những cái kỷ niệm này. Thì cháu xin thông báo với tất cả mọi người như vậy. Cháu chung cư vào trong nhà thờ thắp hương, có hương sẵn để khi giới thiệu đoàn vào thì là sẽ có hương để thắp luôn, chứ không phải mất thời gian châm. Thank you.
con cháu họ Vũ Khắc hôm nay. Nhận lời mời của dòng tộc họ Vũ Khắc, đoàn tế nữ quan chùa Linh Sơn, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Bây giờ chúng con đã có mặt tại trước từ đường để dâng hương kính tổ. Trong phần dâng hương hôm nay của chúng con có hai phần. Phần thứ nhất là dâng hương cúng Phật để phật độ gia tiên cho chúng ta, và sau đó phần thứ hai là nghi thức tế tổ của chúng con sẽ xếp vào phần thứ hai. Và bây giờ con xin phép tất cả toàn bộ các quý vị đại biểu và quý khách thập phương và dòng tộc họ Vũ Khắc của chúng con được phép vào làm lễ dâng hương kính tổ A Di Đà Phật.
Dòng họ rất lành mười phương, lễ thiền động vật hương đăng, hoa tươi quả ngọt dâng lên cúng dường. Tiếp theo hiệp lễ cổ truyền, chương trình làm lễ dâng hương tế tổ của đoàn tế nữ quan chùa Linh Sơn, xã Đông Phương, huyện Đông Hương, tỉnh Thái Bình, do bà Hoàng Thị Thánh làm trưởng đoàn. Chương trình dâng hương tế tổ của chúng con xin phép được chính thức bắt đầu. Ngào ngạt ngát trời xanh, khói tỏa mây xanh tấm lòng thành, hướng về cội nguồn nơi đất tổ, một lòng báo hiếu đức tổ tiên. Vào chùa đến mở cửa từ đường thai con vào đôi người đàn bên người hát đi con con hát, mưa dòng lên đưa đến tình tình
ơi thầy đã bên thầy hát đi bọn hát đưa dòng đinh đưa đinh 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 nhà dòng đinh 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 mà ơi đinh đinh ơi đi vào đường là con đi vào đường bên người thân thân còn ai đưa dòng linh đưa linh tình tình mưa là dòng tình 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 người linh linh người đi đi thần cầu là thoát đi thần cầu tình tình người linh linh người đi nguyện cầu là con đi công sinh nhà
con về cửa tổ tổ ơi, cùng dân một nén hương trầm của cháu của con của cả dòng họ Vũ Khắc con dân tổ thank you.
tiên. Đồng quỷ con Nam Mô A Di Đà Phật, tiết thanh linh xuân về thập bát, gió xuân về ngào ngạt muôn chốn trần, con cháu dâng hương thỉnh tổ tiên tổ hiền linh chứng đàn. Con Nam Mô A Di Đà Phật, dâng nén hương thơm lời vàng con tiếng cháu con hiền nguyện thỉnh tổ tiên, con này cầu vòng tay cung thiện thức tâm con cháu soi chung gương hiền. Con Nam Mô A Di Đà Phật, ngày thánh linh cháu con về bái lễ, tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương, con cháu về tâm nén tâm hương lạy tổ phụ đức cháu con an bình. Con Nam Mô A Di Đà. Nghinh lễ hương tiên tổ khảo tỷ thân cúc cung bái hương bái Thank you.
giai quỷ cơ mình chuốc tiểu lễ tiểu phân tiểu tiến rước tiểu nghệ án tiên thank you.
đông quy. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Hoa thương ngát màu hoa thi thắng, tỏa mùi hương ngào ngạt bốn phương. Cây ngà con tức hoa thơm dâng lên cửa tổ chứng minh hồ chi. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Cho cây cung họ nhà ngày thêm danh tốt, nhà nhà vui mạnh khỏe an thang, quả tươi thơm mát lòng thành, gió lành phủ nhẹ mười phương thanh bình. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Mùa màng sung túc tươi xanh, quả hoa thơm ngát hương lành kinh dâng. Con cầu cho phúc lộc thiên xuân, con xin cầu cho đồng tộc toàn gia vũ khắc an nhỉ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Ninh nế hoa khả tiên tổ khảo tỷ thân cúc cung bái. Thank you.
chúc hai chúc lễ chúc tấu chúc duy cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc tuế thứ giáp thìn niên sơ nhị nguyệt nhị thập nhị nhật thái bình tình đông hưng huyện đông phương xã lam thôn y vu tự đường họ vũ khắc thượng phụng chúng con đoàn tế nữ quan chùa Linh Sơn trưởng đoàn Lê Thị Lựu phó đoàn kiên tranh tế Hoàng Thị Thắng đồng chấp sự viên nhạc công lão Âu tu thiết hương hoa đăng trà quả thực phù đăng thanh trước phù tiểu châu cao lễ vật chi nghi hiến tế tiên tổ nhân tiết xuân thiên ngày thanh minh truyền thống ngày tạo mộ tổ tiên thần con cung thỉnh liệt vị các chân linh họ vũ khắc cao cao tổ khảo cao cao tổ tỷ thúc ba đệ huynh tổ cô tổ mãnh chú mãnh bác hữu danh vô hiệu hữu hiệu vô danh liệt vị các chân linh đồng tộc thần nghi con cung thỉnh đông chủ tư mệnh táo phủ thần linh bán cánh thành hoàng bán thổ đại vương sở vương hành hiền trí đức tôn thần chúa đất năm mạch vị tiền thần nghi con cung thỉnh liệt vị các chân linh anh hùng liệt sĩ họ vũ khắc đã hy sinh vì sự nghiệp hòa bình giải phóng cho dân tộc Việt Nam vị tiên biết thật đúng là nay đang tiết thanh minh vừa đến lộc cây đầu cành tươi tắn đón xuân sang nhớ ơn chín chữ cù lao sinh thành dưỡng dục cháu con nên người công đức tổ tiên cao như non thay như nước trong nguồn như bể cá sông sâu cháu con nghĩ sinh trưởng bởi đâu trước có tiên tổ đời nay có mình thật đúng là cây có gốc mới nở cành xanh ngọn nước có nguồn mới biển cả sông sâu hiếu chung con cháu lấy đạo đúng làm đầu hướng về nguồn cội ông cha sinh thành còn con cháu cháu xa gần hôm nay tiễn lễ thanh binh cùng về trước từ đường hương bay lan tỏa đèn lên lung linh hoa quả tươi xanh con cháu lội ngoại tâm thành dâng lên cửa tổ chứng minh độ trì con cháu nguyện cầu tiên tổ anh linh phù hộ độ cho cháu con tiến bộ trưởng thành trẻ gà già lòng họ an bình họ hàng thịnh vượng gia đình thêm xuân nay con cháu cầu nhân thì được đắc nhân
cầu phúc đắc phúc thiên xuân thọ trường, kính chúc tổ tiên nơi suối vàng yên nghỉ, được siêu sinh tịnh độ yên giấc ngủ ngàn thu. Nam mô hương cúng dường tiên tổ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường tổ tiên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường tổ tiên Bồ Tát Ma Ha Tát. Con cháu nội ngoại họ Vũ khắp đồng chất sự viên, đoàn tế nữ quan chùa Linh Sơn Thái Bình, chúng con cần cao văn tiên tổ.
lễ hiến cha tiên tổ khảo thị thân quốc cung bái hương bái hương bình thân phần chúc văn thân cúc cung bái hương bái hương bái hương lễ đất. Kính thưa đồng tổng hộ quốc khắc cùng toàn thể bà con thân dân, như vậy là chương trình dân hương tế tổ của đoàn tế nữ quan chúng con đến đây đã xong, và bây giờ chúng con xin kính đức tổ vạn vạn tuế nơi suối vàng an khang thịnh vượng, và chúc họ khắc chúng ta ngày một phát triển cũng như là dòng họ chúng ta đoàn kết đại đoàn kết thành công đại thành công. A Di Đà Phật. Thay mặt cho ban tổ chức dòng họ quốc khắc xin chân thành cảm ơn đoàn tế ở chùa Phật Quang Thái Bình. Và tiếp theo chương trình thì xin trân trọng giới thiệu bà Ngó vào trong nhà thờ để làm lễ khấn cúng các cụ thần tiên kiền tổ cùng tất cả các ông các bà. Vào trong ấy chúng ta hãy đứng để thắp hương bái các cụ. Và tiếp theo là giới thiệu anh Quân. Anh Vũ Khắc Quân lên thông qua cái danh sách các nhà tài trợ công đức để xây để tổ chức cái buổi thanh minh tế tổ ngày hôm nay. Là cháu mọi năm thì là các ông các bà là quy định là mỗi một tháng là 100.000 để mua hương hoa thắp hương trong nhà thờ để thay cho tất cả các ông các bà con cháu đi xa không đến được. Thì vì bây giờ cái bậc giá nó khác rồi thì là cháu cũng thực sự với các ông các bà là đại diện cho trong dòng họ là cũng chưa đưa ra bản chính sách cụ thể đâu, nhưng mà cháu cứ gọi là thông báo trước cho các cô bài lắm được, là vì là bây giờ là cái hoa quả các thứ thì thắp hương các cụ ra tiên cả một dòng họ toàn dòng mùng một đấy, thì là chị Mì đại diện để mua sắm rồi thắp hương thì là cháu trước thì có mỗi một tháng 100.000 thôi, nhưng bây giờ thực sự là nó khác rồi thì bây giờ là cháu xin thông qua là xin ý kiến là mỗi một tháng là ngày rằm mùng một ít nhất là phải là 100.000 một cái lễ hương hoa để thắp hương là một lần một tháng là 200.000, nghĩa là rằm là một là mỗi một cái đấy là 100.000, tức là tối thiểu đấy. Nhưng mà thực sự đấy là vì là có những điều kiện con cháu thì cũng có những người đi xa thì có tiền nhưng mà cũng lại có là cấp hương gì mà lắm thế, nhưng mà cái này cả một dòng họ thì báo cáo với ông là cứ quyết định cháu là cứ mỗi một trước mắt là bây giờ mỗi một tháng là chi ra 200.000 để mua hương hoa cấp hương nhà thờ. Và tiếp theo nữa báo cáo với thì các ông là về cái việc hiếu, việc hỉ thì không nói, nhưng việc hiếu thì là trước thì là quy định họ ra thì mỗi một người mất qua đời thì là sẽ có bức trước để đến viết, nhưng mà trong cái lộ quỹ của họ thì không có, chỉ có tùy tâm từng gia đình một để có một cái phong bì. Nhưng bây giờ chúng ta thay đổi là trong họ ta là phải có một cái quỹ để hoạt động cái việc hiếu là phải, vì là đột xuất không có sự chuẩn bị được thì quy định mỗi một cái lễ viếng của một trong dòng họ là một vòng hoa và một triệu lần một lễ viếng cả một dòng họ đấy, là trong cái đấy là cái chung, và cái riêng nữa là gia đình nhà nào gần gũi thì ta cũng có cái phong bì riêng để viếng riêng, còn trong cái quy định của một dòng họ là một vòng hoa và một triệu đấy, để thắp hương chung cho tất cả, đại diện cho tất cả con cháu đi xa về gần. Đấy là cháu đưa ra cái ý kiến như thế, còn như thế nào thì các ông sẽ bổ sung sau. Đấy là cháu tiếp theo là như thế. Và cái tiếp theo nữa
là báo cáo với các ông là cái nguồn thì ở đâu ra. Thì chúng ta là trước thì cũng có tham gia tham gia của các ông thì bảo là mỗi một người là đóng một năm là 200.000, nhưng mà cháu tôi thì cháu đã xin đưa ra ý kiến là đóng mỗi một người là 100.000. Thế còn nếu mà trong hội ta chỉ mong muốn làm sao đừng chi cái đầu tiền đi, ý là vì là không có là mất thì chúng ta không chi thì vẫn còn, nhưng mà đấy là mong muốn của cháu là như thế, thì là mỗi một người đóng mỗi một năm là một gia đình là 100.000 để đi gọi là thăm việc đi thiếu. Và tiếp theo nữa là vì ở quê ta thì không nói, nhưng mà ở xa, ở Quảng Linh, ở Thái Nguyên, ở nơi xa nữa, không các bà các chú ngay đau ốm qua đời, thì trong cái ban liên lạc cử một người đi, đi các bà các thật sự là cháu nói các bạn để hiểu đây, là đi ra ngoài đấy để thăm viếng ở ngoài đấy thì phải chi cái tiền xe cho các ông các bà. Ví dụ đi từ đây ra Quảng Linh là 150 là đi, về 150 là phải chi cho người ông là 300.000. Để ông đại diện tôi cảm ơn các ông đi ra ngoài các phương hoặc đi thay viên, đấy là cái thực tế, chứ không là phải là vì là các ông đã đi rồi mất công mất việc rồi lại còn quá tiền không biết ra thì sao. Bây giờ như chúng cháu làm ăn đi làm ăn thì nghĩ 100% thì cháu bình thường, thế các ông các bà già không làm ra tiền mà bây giờ như thế thì rất ít làm tiền, thì là đấy là đại diện tất cả một dòng họ mà. Thì là cháu khi đi kiếm là mỗi một hộ đóng 100.000 còn một năm không có tiêu hết ra để vào quỹ đấy. Tất cả những cái điều mong muốn của chúng cháu là từng bao giờ mình tiêu cái đồng tiền đấy, vì mình không có nhà mình ngay cái này không ai hết thì không bao giờ tiêu hết thì nó vẫn còn thôi. Đấy là cái ý kiến của cháu là như thế. Và cái tiếp theo nữa là xin ý kiến với các bà là trước đã xây nhà thờ là đến ngày năm ngoái là công minh đã chốt là tất cả chi phí đã xong hết rồi đấy, là tất cả mọi cái xong, nhưng mà để cho nó tiếp tục các cái thế hệ sau con cháu ai có phần ai cũng có cái lập thành ở đấy thì được quy định con gái các cháu sinh ra trong những người mà theo trong dòng họ khác này, nếu mà sinh cháu trai là trước thì là bố một xuất tinh là đóng 1.6 triệu, thế nhưng bây giờ các cháu thì thôi thì là sẽ mới sinh ra thì bố mẹ các cháu phải đóng cho các cháu mỗi một xuất ít nhất là 1 triệu. Nếu mà là cháu trai, ví dụ như là nhà cháu này là có cháu nội nó đi tôn là cháu phải đóng 1 triệu dù cháu ở nhà là mấy tháng. Nên là báo cáo với tôi vì thế để cho có một cái sự trường tồn mãi mãi, ai cũng có trách nhiệm với tập họ. Đấy là báo cáo với tôi như thế. Và còn tiếp theo là cháu xin ý kiến lốt và xin ý kiến này nữa là cháu cũng xin phép để gửi lời cho những thân trong cái buổi tổ chức hôm nay thì báo cáo với tôi các bà là vì cái công việc của nó bố trí trên đường gấp và cũng chưa có cái hạch toán chính xác về thu chi. Bởi ngày hôm nay thì là cái việc này cháu thì đưa ra quyết định là tiền trả hợp đấu là cứ phải làm đã rồi, còn tiếp sau thì cháu trong ba đi tài sẽ có cái tập hợp sau đấy là báo cáo với cô các bà như thế. Và còn tiếp theo nữa là trong cái thời gian từ hôm qua nay tổ chức và có những cái gì mà khiếm khuyết và thiếu sót thì cũng kiến báo cáo các bà cho ý kiến và các ông các bà cái chữ lượng thứ đã xả rồi chúng cháu sau cái ban liên lạc thì thực sự là cũng chưa có những cái kinh nghiệm nhiều nên là báo cáo với các bạn bài thế. Còn một lần nữa là thay mặt cho ban tổ chức ban liên lạc và các bạn khác là xin chân thành cảm ơn tới toàn thể các ông các bạn cộng cô chú bác anh chị em trong dòng họ nhà mình hôm nay đã đề nghị về từ đường họ dòng họ các người đây để dự cái buổi Tết Thanh Minh năm 2024 là năm Giáp Thìn. Đấy là đến giờ phút này thì báo cáo với các bà là đã gần như là trọn vẹn rồi, và cũng là xin chân thành cảm ơn toàn thể ở bên Thái Bình đã xe xe để phục vụ từ tối ngày hôm chiều ngày hôm qua đến giờ trong dòng hồ khách nhà chúng cháu thì cũng là xin chân thành cảm ơn tất cả các ông các bà trong toàn thể. Và một lần nữa là cũng kính báo cáo với các bà là uống nước chờ và ngồi ngó và thắp hương các cụ tam kiên đường xong thì chúng ta sẽ ra dùng bữa cơm để vui cùng với tất cả các cụ kiên đường con cháu. Cháu xin dừng lời tại đây để nhờ anh Quân được thông qua các danh sách của các nhà công đức. Kính thưa các cụ, kính thưa ông bà, cô dì chú bác, anh chị em và các cháu trong dòng họ Vũ Khắc nhà mình. Hôm nay thực sự là một cái ngày trọng đại của họ của chúng ta.
và tất cả chúng ta đã tề tụ về đây để chung tay tổ chức buổi lễ thanh minh năm 2024 và kỷ niệm 10 năm xây dựng nhà thờ. Đây là một cái dịp để chúng ta gặp mặt nhau, chia sẻ những cái tâm tư, những cái niềm vui và những gì đã làm được và những gì chưa làm được. Và ban tổ chức xin được ghi nhận và sự đóng góp công đức của toàn thể thầy cô, con bà, cô dì, chú bác, anh chị em và các cháu trong dòng họ đã có tâm về với tổ tiên và thắp lên nén hương thơm, những cái lễ tuy nhỏ gọn nhưng mà tấm lòng thì vô cùng rộng mở. Sau đây ban tổ chức xin thông qua danh sách các cụ, con ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em và các cháu đã công đức cho chương trình buổi lễ ngày hôm qua và ngày hôm nay. Ngoài số tiền mà mình đã tham gia đóng góp sinh hoạt buổi trưa nay thì còn có những gia đình cá nhân đã đến thắp hương và công đức như sau. Xin trân trọng được xướng tên một gia đình anh Vì 5 triệu đồng, gia đình anh Triền 5 triệu đồng, gia đình chị Huế con ông Chiến 2 triệu đồng, gia đình cháu Sơn con anh Đạt cháu nội ông Dô 2 triệu đồng, gia đình chị Huệ con ông Chiến 500.000 đồng, gia đình anh Xuyến 500.000 đồng, gia đình anh Xuân 500.000 đồng, gia đình anh Sâm 500.000 đồng, gia đình anh Tuyên 500.000 đồng, gia đình bà Si 500.000 đồng, gia đình ông Lương và Mai 500.000 đồng, gia đình bà Xin 500.000 đồng, gia đình anh Bằng con và Sung 500.000 đồng, gia đình cháu Chí Len con anh Sâm cháu nội của cụ Bảy 500.000 đồng, gia đình con cháu nhà chị Mì 1 triệu đồng, gia đình cháu Hòa Kinh con ông Dô 200.000 đồng, gia đình anh gia đình chị Hạnh con ông Dô 200.000 đồng, gia đình chị Năm Dũng con ông Dô 200.000 đồng, gia đình anh chị Đoàn Huân con ông Dô 500.000 đồng, gia đình bà Sườn 500.000 đồng, cháu Thắm con ông Sọ 500.000 đồng, gia đình anh Quân Thơm con ông Sọ 1 triệu đồng, gia đình bà Trễ 2 triệu đồng, gia đình con cháu anh Dương 1 triệu đồng, cháu Thành chị Thành con gái ông Dô 200.000 đồng. Gia đình anh Tạ Quyết con ông Dô 200.000 đồng. Gia đình con cháu ông Sơn 700.000 đồng. Chị Tươi 100.000 đồng. Gia đình anh Thú 500.000 đồng. Gia đình bà Nghi 500.000 đồng. Bà Chiến 200.000 đồng. Cháu Búc con ông Chiến 500.000 đồng. Cháu Huệ con ông Chiến 200.000 đồng. Cháu Nghĩa con ông Tỷ anh Nghĩa con ông Tỷ 500.000 đồng. Bà Nhù 100.000 đồng. Gia đình anh Triền Chuyên thắp hương thêm 200.000 đồng. Ông Nhật 100.000 đồng. Gia đình bà Toanh 1 triệu đồng. Gia đình bà Hoa em Nhật 200.000 đồng. Gia đình anh Thưởng 500.000 đồng. Gia đình cháu Trung Hiếu 300.000 đồng. Gia đình chị Trạng 100.000 đồng. Gia đình anh Thế thì 50.000 đồng. Gia đình nhà em Duyệt cháu Hứng
500.000 đồng. Cháu Thủ, anh Thủ, con bà Vượng 200.000 đồng. Chị Tơ, nhà em Lỡi 100.000 đồng. Anh Chính, con ông Tỷ 500.000 đồng. Anh Trèo, con ông Tỷ 500.000 đồng. Bà Nhung 200.000 đồng. Con cháu bà Xuyên 550.000 đồng. Bà bé Công Triều 100.000 đồng. Ông Thảo 200.000 đồng. Anh Sơn con bà Nhượng 100.000 đồng. Con cháu bà Cuối 200.000 đồng. Cháu Hiếu Phượng 100.000 đồng. Gia đình bà Tèo 500.000 đồng. Gia đình anh Tùng 200.000 đồng. Xin phép ở đây bà Nhù. Thì báo cáo các cụ, các ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em và các cháu. Thì thay mặt ban tổ chức, thì cháu đã thông qua danh sách và số tiền công đức thắp hương của ngày hôm nay. Nếu có gì mà chưa được đầy đủ và chưa rõ, thì xin các cụ, các ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em và các cháu góp ý để cho danh sách này thông qua được cụ thể và minh bạch. Và toàn bộ cái hoạt động chi phí cho ngày hôm qua và ngày hôm nay thì xin phép, xin mạn phép toàn thể gia đình nhà mình, thì ban tổ chức hôm nay không thể kịp để thanh toán được ngay, thì sẽ ngày 1, ngày 2 ban tổ chức chúng cháu sẽ họp lại thông qua cụ thể chi tiết các cái khoản thu và đóng góp công đức để đưa lên trên nhóm để cho tất cả các cái chi các gia đình được nắm rõ. Và còn các cụ, các ông bà, cô dì chú bác nào, anh chị em nào không có trong cái Zalo của nhóm họ nhà mình thì sẽ thông báo cụ thể riêng cho từng gia đình sau. Xin một lần nữa cháu xin thay mặt ban tổ chức anh em cháu xin cảm tạ tấm lòng chân tình của các cụ, các ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em và các cháu đã tụ hội về đây để làm lễ thắp hương gia tiên, tổ tiên dòng họ nhà mình để cho cái buổi lễ được thành công tốt đẹp. Một lần nữa ban tổ chức cho cháu xin trân trọng cảm ơn. Dòng họ nhà ta là con gái rất nhiệt huyết với tổ tiên. À, xin báo cáo là bà Toanh là lấy chồng Hải Dương, hôm nay là về dự lễ thắp hương tổ tiên và xin công đức năm bộ chén ấm ấm chén và năm cái đĩa tức là ảnh Bác Hồ để nhà thờ ta thắp hương tổ tiên. Thì đấy là xin báo cáo với toàn thể anh em con cháu trong làng họ là nắm được, thì đây là các vị nhiệt liệt hoan hô. Thế là tôi xin báo cáo hết. Cháu xin bổ sung thêm một cái ý kiến nữa là có một số các bác ý kiến là về cái việc tiếp theo là trong dòng họ nhà ta là ai cũng phải có con, có thể trở thành lấy vợ, có lấy chồng, nhưng mà trước hết phải nhớ tổ tiên, vì có tổ tiên thì mới có đến chúng ta ngày hôm nay. Thì là cháu xin ý kiến là tất cả các con cháu trong dòng họ giờ đó nhà ta đã có nhà thờ rồi đấy, thì là con cháu, những cháu trở thành lấy vợ lấy chồng thì trước ngày cưới phải có một cái lễ để về lễ tổ tiên ở tại nhà thờ đây, dù to hay gì nhỏ nhưng mà phải có cái lễ. Thế là cháu xin bổ sung thêm một cái ý kiến như thế. Và chương trình tổ chức lễ tế tổ ngày thanh minh hôm nay thì đến giờ cũng đã xong rồi, thì cháu thay mặt trong ban tổ chức là xin trân trọng kính mời ông các bà chúng ta hãy trở về sân trước cửa nhà chị Mì để dùng bữa cơm liên hoan tất cả trong dòng họ chúng ta cùng nhau trò chuyện hàn huyên để chia sẻ rút kinh nghiệm tất cả những công việc tiếp theo nhé. Cháu xin trân trọng kính mời.
dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên thùy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiên, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt
vườn nối hai bờ sông đẹp như một sợi tơ hồng. Trai làng từng tổ thôn đông chiều chiều lại cứ kéo sang bên thôn đồi làng bên sông. Thiếu ren cứ để người thương thương nên người nhớ nhớ ai hái dâu ngoài bãi ươm thơ đến trong bên thềm cây cầu chưa ai đặt tên vì thương bên ấy nên tôi thương nhịp cầu thường về ơi thương nhau xin nhận nghỉ buông câu anh sang bên ấy đón em qua nhịp cầu cây cầu nối hai bờ sông đẹp như một sợi tơ hồng. Trai làng từng tổ thôn đông chiều chiều lại cứ kéo sang bên thôn đồi làng bên sông ở bên thôn đồi đẹp đùa đẹp khoai tay lại tay thiếu ren cứ để người thương thương đi người nhớ nhớ ai hái dâu ngoài bãi ươm thơ đến trong bên thềm cây cầu chưa ai đặt tên vì thương bên ấy sang bên thôn đoài mà người ơi.